Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu một dòng xe Touring đến từ thương hiệu của Gia. Và chiếc xe đây là một chiếc xe Gia Naked R3. Như các bác biết thì R3 là một mẫu xuất nhập rất là nổi tiếng. Rất nhiều bác hỏi về mẫu Naked R3. Hôm nay về một chiếc rất là mới thôi nhé, hình thức rất là đẹp, tông màu đỏ. Vâng, bây giờ em sẽ được đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây mẫu XR3 hôm nay em về. Như các bác thấy, em đánh giá hình thức bên ngoài của chiếc xe rất là mới. Em sẽ lướt qua để các bác cùng mình đánh giá về hình thức chiếc xe này. Như nước sơn đây, còn rất sáng và bóng đấy nhé. Chiếc xe đã qua sử dụng. Đây là cái bóng thôi nhá, rồi suốt bóng theo ánh sáng. Đánh giá chiếc xe này rất ít những vết xước. Các em biết thì mẫu Kết R3 thì mẫu chuyên xuất sang thị trường Nhật để cho người Nhật dùng. Alo. Rất nhiều bác hỏi em về chiếc xe Nhật bãi Gia Naked R3 rất là mới. Đánh giá chiếc xe rất là mới. Một mẫu xe Naked R3 dòng Touring với chỉ tầm loanh quanh 6 triệu có thể sở hữu chiếc xe này. Rất của các bác mà mới tiếp cận dòng xe Touring, muốn mua về để đạp thể thao. Vâng, trên khung có mác Kia Cốt chính hãng, học yên nhôm. Yên rất là êm nhé, yên dày và êm, ngồi rất là thoải mái. Yên bản to, có thể lên Google search thêm cái chiếc xe này. Lít của Shimano 8 tầng lít, xích quản lý còn rất là tốt. Phụ đề của Shimano Antut, từ nhựa nhôm. Vẫn là công nghệ nhôm Alu-X của độc quyền của hãng Giam các bác nhé. Và bộ khung xương nghĩa ở đây. Xe phần nhôm. Trên đấy có mã của xe đó nhé. Đây. Hạt đĩa của Shimano Touring. Đấy, xe có size S. Đây là xe đo chiều khung đứng và ngang. Xe được sử dụng bộ vành nguyên zin của xe luôn, là Equip, của chữ Equip. Và lốp của Kenda, lốp rất thông dụng của dòng xe đua và dòng xe Touring là 723C. Rồi. Thì bên trên đây có thể thấy cốt có chữ gian đây, nguyên pin của xe. Và sử dụng bộ tay bấm xả siêu lô 8 tốc độ đèn tầng lít và 3 tốc độ đèn tầng đĩa, xe 24 tốc độ đều của Shimano có nhé. Thanh V rất dễ dàng sử dụng cho các bác mới tiếp cận dòng xe Touring, rất là an toàn. Phanh V của Techo. Techo này. Càng màu nguyên bản theo xe. Có mã. Mã vạch có nhé. Đây là vành trước. Vành trước nguyên bản. Nguyên cặp với vành sau đều của Gia Naked. Lốp là 700.
Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đúng một xe. Xe dài là 47 nhé. Và ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vào chiếc xe này. Tương đương size S của dòng xe Giang. Xe được trang bị 8 tầng lip lên lip xuống lip. Phía bên tay phải em là đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa nhôm xuống đĩa lên đĩa. Vâng, rất là tốt. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Giang. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Giang XK R3, một dòng xe chuyên xuất Nhật. Và theo đánh giá chiếc xe đều nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa ngay mức giá rất tốt là 6,3 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 903 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi chia sẻ đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tặng của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.